Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sang mục Điểm đơn thư, mục Kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục Bạn hỏi, luật sư trả lời và ông kính phóng viên. Mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục Hộp thư truyền hình Nhân dân, số 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email hộpthunhanzantv@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756. 0946 401 661. Thưa quý vị khán giả, trong tuần, Truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc báo Nhân dân nhận được 2 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 6 đơn thư về lĩnh vực đất đai, xây dựng và 1 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Khán giả là người dân thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Công ty Vũ Hùng Phát, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Trình Văn Thu, Lê Nhữ Cấn, Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Hồng, Nghệ An và Nguyễn Đức Hân, Quảng Ninh, Trần Minh Thái, Hải Phòng, Nguyễn Văn Thuyên, Ninh Bình có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Phạm Hoàng Hưng, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Nhân dân nhận được công văn số 3801 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trả lời đơn của bạn đọc trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tố cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng tiền của nhà nước. Sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau. Giao thanh tra kiểm tra các nội dung tại văn bản, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo Nhân dân nhận được công văn số 5000 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội trả lời đơn của đại diện công dân xã Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phong buông lỏng quản lý về công tác quản lý sử dụng đất tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong. Căn cứ khoản 1, điều 12, mục 1, luật tố cáo số 25/2018, QH14, ngày 12 tháng 6 năm 2018, quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức viên chức do người đứng đầu tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức viên chức đó giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chuyển đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên để giải quyết theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời luật sư Đỗ Bá Thích, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Xin chào luật sư Đỗ Bá Thích, xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, xin chào anh Hoàng Hà. Xin kính chào quý vị khán giả Hộp thư truyền hình Nhân dân. Vâng, thưa luật sư, khán giả Nguyễn Mai Anh ở Thanh Hóa hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nhà nước từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 11 năm 2017, tôi nghỉ việc và công ty chốt sổ bảo hiểm xã hội cho tôi là 22 năm 10 tháng. Từ tháng 7 năm 2018, tôi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại công ty khác. Đến tháng 7 năm 2021, tôi nghỉ việc tại công ty này. Theo đó, tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả hai nơi của tôi là 25 năm 10 tháng. Tôi muốn hỏi, từ năm 2009, tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng khi nghỉ việc tại công ty nhà nước, tôi chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần nào. Vậy lần này, tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị mới vào tháng 7 năm 2021, thì tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Mức hưởng và thời gian hưởng như thế nào, thưa luật sư? Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Hộp thư truyền hình Nhân dân. Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi xin phép được giải đáp cho bạn như sau. Căn cứ theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp của bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 về mức lương hưởng trợ cấp thất nghiệp tại khoản 1 điều 50 Luật Việc làm quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Về thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật Việc làm là thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cứ
đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa sẽ không được quá 12 tháng. Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, tức là vào tháng 7 năm 2021, thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi bạn nộp đủ và đúng hồ sơ theo quy định. Thời gian được hưởng là 12 tháng với mức trợ cấp như đã được nhắc đến ở bên trên. Vâng. Thưa luật sư, khán giả Trần Minh Thái ở Hải Phòng hỏi: vợ chồng tôi mua một mảnh đất từ tiền tiết kiệm, đã được cấp sổ đỏ, đứng tên cả hai. Cuối năm ngoái, vợ tôi bị tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự. Tôi hiện sức khỏe tốt, nhận thức bình thường, công việc ổn định, chưa từng vi phạm pháp luật và rất thương vợ. Nhưng giờ kinh tế gia đình gặp khó khăn, tôi muốn bán mảnh đất này, có được không? Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hộp thư truyền hình nhân dân. Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi xin phép được giải đáp cho bạn như sau. Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì mảnh đất được vợ chồng mua trong thời kỳ hôn nhân từ tài sản tiết kiệm của cả hai thì đây được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, hiện nay thì do vợ của bạn đã mất đi năng lực hành vi dân sự và người giám hộ, tức là người chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đương nhiên của chị ấy sẽ là bạn, căn cứ theo Điều 53 Bộ Luật Dân sự. Nếu sự việc đúng như bạn trình bày thì bạn hoàn toàn có đủ để làm người giám hộ. Thì căn cứ theo Điều 59 Bộ Luật Dân sự, bạn có trách nhiệm quản lý tài sản của vợ, được thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của vợ vì lợi ích của vợ. Việc bán tài sản có giá trị lớn của vợ phải được sự đồng ý của người giám hộ, của người giám sát việc giám hộ. Người giám sát việc giám hộ là người được những người thân thích của vợ bạn cử ra chọn các cá nhân, pháp nhân khác theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Dân sự. Người giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của vợ bạn phải đăng ký tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi mà hai vợ chồng bạn đang cư trú. Trường hợp không có người thân thích của vợ hoặc những người thân thích không chọn được người giám sát việc giám hộ thì Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ cử cá nhân, pháp nhân để giám hộ này. Như vậy thì bạn sẽ được quyền tài sản chung là mảnh đất nếu việc bán đất này xuất phát từ việc là mang lại lợi ích cho vợ của bạn. Tuy nhiên thì đây lại là tài sản trị lớn nên việc bán tài sản này bắt buộc phải có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ như tôi đã trình bày ở trên. Sau khi mà người giám sát đã thực hiện đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi mà hai bạn đang cư trú. Vâng. Thưa luật sư, khán giả Nguyễn Văn Thuyên ở Ninh Bình hỏi: tôi đặt cọc 200 triệu đồng mua một mảnh đất có giấy viết tay, nhưng tôi mới biết mảnh đất đó đang được định giá để thi hành án. Hiện thửa đất không thể giao dịch, vậy tôi có thể lấy lại được tiền trong trường hợp này không? Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến hộp thư truyền hình nhân dân. Tôi giải đáp cho bạn các thắc mắc của bạn như sau. Căn cứ theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thì người được sử dụng đất được thực hiện các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây. Thứ nhất là có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của luật này. Thứ hai là đất thì không có tranh chấp. Thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Thứ tư là đất đang nằm trong thời hạn sử dụng đất. Do đó thì căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, mảnh đất trên đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án thì mảnh đất sẽ không được phép chuyển nhượng. Việc người chuyển nhượng đất biết đất thuộc trường hợp không được phép chuyển nhượng nhưng vẫn cố tình chuyển nhượng thì đây là hành vi lừa dối về đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên hợp đồng đặt cọc trước đó sẽ bị vô hiệu. Căn cứ theo Điều 127 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì giao dịch dân sự sẽ bị vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu đó là các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Như vậy thì người chuyển nhượng buộc phải trả lại số tiền cọc đã nhận từ phía bạn. Trường hợp khi bạn đòi mà người chuyển nhượng không trả lại thì bạn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này là vô hiệu, hai bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận và người chuyển nhượng sẽ phải bồi thường cho bạn khoản tiền
thiệt hại phát sinh nếu có, cũng như là toàn bộ số tiền đặt cọc mà bạn đã đưa cho người chuyển nhượng. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả Truyền hình Nhân dân. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính phóng viên do Truyền hình Nhân dân thực hiện. Không vay mượn hay nợ nần gì ai, nhưng bỗng một ngày chị Hà tá hỏa khi thấy hình ảnh của mình và gia đình bị phát tán trên mạng xã hội Facebook với nội dung cảnh báo lừa đảo. Tấm ảnh có nội dung, thông báo trốn nợ, khẩn cấp truy tìm đối tượng vay nợ, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thông tin cá nhân trên tấm ảnh lại là của một người khác. Hình ảnh của chị và người thân trong gia đình chị cũng bị gắn trên đó, khiến chị vô cùng bức xúc. Tôi thì cảm thấy rất là bức xúc khi mà hình ảnh của mình lại bị gắn với một cái comment rồi là ghi ở trên đó rằng là lừa đảo hay như thế nào đó, trong khi mà bạn bè rồi người thân thì rất nhiều người nhắn tin gọi điện đến rồi hỏi cũng không biết là phải trả lời như thế nào. Tâm lý thì cũng cảm thấy rất là bất an và mong muốn rằng là các cơ quan chức năng cần phải xử lý như thế nào để không để xảy ra những trường hợp như thế này nữa, bởi vì là như thế nó ảnh hưởng rất là nhiều đến uy tín danh dự của cá nhân tôi cũng như là rất nhiều người khác nữa. Cũng rơi vào tình huống tương tự, ông Nguyễn Quang Hải rất bức xúc khi thấy hình ảnh của mình chụp cùng ba người bạn được gắn trên một ảnh với nội dung tìm con nợ. Ngay khi những hình ảnh này được phát tán, cuộc sống gia đình ông đã bị xáo trộn. Cho đến hiện tại bây giờ thì tôi chưa hề vay mượn hoặc là có một tài khoản vay mượn với bất cứ một tổ chức cá nhân nào. Việc làm này đã ảnh hưởng rất nhiều và rất lớn đến uy tín cũng như danh dự của bản thân tôi cũng như anh em đồng nghiệp của tôi. Và cũng đề nghị các cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm khắc những kẻ cố tình lợi dụng mạo danh các trang Facebook cũng như Zalo của mọi người để nhằm dụng ý xấu. Điều đáng nói, những hình ảnh trên cũng được gửi đến nhiều người thân, bạn bè của họ, khiến nhiều người nghi ngờ, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người bị đăng ảnh. Lần theo thông tin cá nhân có trên hình ảnh này, chúng tôi đã liên lạc với người được cho là con nợ mà các đối tượng đòi nợ muốn tìm kiếm. Nhân vật bị cho là con nợ khẳng định bức ảnh đó là ảnh mà chị chụp cách đây 6 năm và những thông tin cá nhân trên đó hoàn toàn trùng khớp với thông tin cá nhân của chị. Nhân vật này cũng khẳng định thời gian gần đây chị không vay bất cứ khoản tiền nào và chị cũng hết sức bất ngờ khi thông tin cá nhân của mình bị phát tán. Hình ảnh và thông tin cá nhân của mình thì mình cũng không biết là từ đâu mà có. Đấy, và cái nội dung này khi mà chia sẻ lên thì nó đã làm cho cuộc sống của mình nó rất là bị đảo lộn. Bức ảnh mà mình cầm chứng thư đó chính là những cái bức ảnh của 6 năm trước đây là mình đã đi mua trả góp cho máy tính và chỉ trả trong 6 tháng và đã hoàn thiện cái khoản trả này rất là lâu rồi. Thời gian qua, việc chủ các app vay tiền lợi dụng hình ảnh người thân bạn bè của người vay cắt ghép và đăng lên mạng xã hội để đòi nợ khiến nhiều người rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, thậm chí hoang mang lo lắng. Hành vi sử dụng thông tin hình ảnh người khác mà kèm theo những cái lời lẽ vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác thì hành vi này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 và với chế tài có thể lên đến 5 năm tù. Hoặc là tội vu khống theo điều 156 với chế tài phải lên đến 7 năm tù, hoặc là các cái tội liên quan đến cái việc đưa tin trái phép trên mạng internet. Trên thực tế, việc sử dụng hình ảnh của người khác để ghép vào một sự kiện không đúng sự thật xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, tình trạng này đang có chiều hướng tăng, nhất là trong bối cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài. Theo khuyến cáo của luật sư, người dân khi tham gia vay tiền trên nền tảng điện tử cần cân nhắc đến tính bảo mật thông tin, cần có lộ trình hoàn trả khoản vay trong tương lai để tránh lãi mẹ, chồng lãi con, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị truy tìm nợ trên các nền tảng mạng xã hội hoặc bị tái sử dụng hình ảnh trong tương lai. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cần vào cuộc rốt ráo hơn, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng hình ảnh thông tin của người khác kèm theo những lời vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân tuần này. Clip của khán giả xin gửi về địa chỉ email hộpthunhanzantv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.